Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 9 tây tháng 2 tại Hoa Kỳ thì Vietnam hoa đã là ngày thứ năm ngày 10 tây tháng 2 rồi. Hôm nay đây thường cũng có một số những cái thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn. Hôm nay cũng không phải là một ngày mà có nhiều thông tin lắm. Nhưng mà trước hết á, thì chúng ta nhìn vào giá cả thì các bạn thấy được là từ mà tới bây giờ đó. Trên chân bản giá nó cũng không có di chuyển nhiều. Các bạn thấy bây giờ làm video đó là giá còn là khoảng chừng 43.789. thôi nhớ ngày hôm qua đó làm video thì cũng tương tự cái giá này mà thôi. Tóm lại hôm nay đây các bạn thấy là cả ngày cao nhất là chúng ta lên tới cái mức là khoảng chừng 44. 44.800 rồi đi xuống thấp nhất ngày hôm nay đó là khoảng chừng cái mức là 43.600 chúng ta bây giờ cũng đang trong cái phạm vi đó mà thôi và nhìn chung thị trường đó thì các bạn thấy chúng ta sẽ nhìn vào trang coin 360 thì trên thực tế đó các bạn cũng thấy có màu xanh có màu đỏ nhưng mà những cái màu này nó không có đậm lắm có nghĩa là cái sự lên xuống trong thị trường này ngày hôm nay đó không có nhiều và chúng ta có thể nhìn vào những đồng lớn đi như là các bạn thấy được là nhìn vào Bitcoin Thì ở mức 43.700 này đó thì chúng ta thấy được là hôm nay coi cũng đi hàng ngang tăng 0,7% Nhưng mà các bạn thấy cái cột 7 ngày đó thì có nhiều đồng cũng tăng nhiều Chúng ta thấy được là BTC tăng 18% Ethereum hôm nay đó thì đã tăng thêm 3.2% À, và trong một tuần đã tăng 18%. Đồng Binance Coin thì cũng không có tăng chữ nhiều, tăng 1,3%. Chúng ta thấy được là XRP thì đi hàng ngang ngày hôm nay cũng như là Cardano nhưng mà trong vòng một tuần qua đó các bạn thấy được là XRP đã tăng 42,7% rồi và đây là thông tin mà thùng đã từng chia sẻ với các bạn liên quan tới cái thông tin dự kiện của XRP đã đi vào cái giai đoạn thứ hai và nhiều người hy vọng là sẽ kết thúc sớm hơn là dự định dự định là tới khoảng chừng là qua hè mà kết thúc nhưng mà có thể là có cơ hội Kết thúc sớm hơn. Các bạn thấy là bên dưới này chúng ta thấy là Solar này cũng không có di chuyển, hôm nay là xuống 0,4%, coi như cũng đi hàng ngang. đó thì tăng 1,1%, Teluna thì xuống 0,7%. Đây là những đồng lớn của ngày hôm nay. Các bạn thấy phần lớn là hôm nay là ngày mà cũng khá là im lặng về phương diện giá cả. Nhưng mà ngày mai sẽ một ngày mà mình nghĩ nó sẽ rất là sôi động hơn. Tại vì sao? Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa. Tại vì hôm nay đó nhìn vào thị trường tài chính nói chung đó thì những chỉ số của Hoa Kỳ hôm nay lại tiếp tục là một cái màu xanh. Các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones thì tăng 0,86%, chỉ số S&P 500 thì tăng 1,45% và chỉ số Nasdaq đó là tăng 2,08%. Và chúng ta nhìn vào pre-market nghĩa là hợp đồng tương lai thì bây giờ lại đỏ một chút. Các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones thì không có đỏ, coi như đi hàng ngang đó trừ 0,2% nhưng mà các bạn thấy là S&P Future và Nasdaq Future đó cả hai chỉ số này đều là màu đỏ thì tại sao vậy ngày mai đó thường nghĩ là một ngày mà sẽ có rất là nhiều cái sự dao động tại vì ngày mai là một ngày mà cũng quan trọng đó chính là cái ngày mà chúng ta sẽ nhận được cái thông báo đến từ chính phủ Hoa Kỳ liên quan tới phần trăm lạm phát một năm qua là như thế nào thường thì mỗi tháng họ sẽ chia sẻ cái tài liệu lạm phát của người tiêu dùng đó CPI mỗi tháng một lần và mỗi lần thì họ sẽ nhìn lại trong vòng 12 tháng qua thì cái phần trăm lạm phát là bao nhiêu. Và cái lần cuối cùng chúng ta nhận được thông tin này đó là tháng vừa rồi với cái mức phần trăm lạm phát là 7%. Thì đợt này đó mọi người đang nghĩ là sẽ là con số bao nhiêu và phần lớn bây giờ nghĩ là người ta thấy là phần trăm lạm phát đó có thể là khoảng 7,2%, có nghĩa là cao hơn tháng rồi một chút nhưng mà cũng không có cao lắm và điều quan trọng ở đây đó là các bạn thấy được là không phải là phần trăm lạm phát cao hay là thấp mà điều quan trọng ở đây đó là những nhà đầu tư nghĩ là phần trăm lạm phát cao hay là thấp chỉ cần là cái kết quả tốt hơn là họ nghĩ đó thì chúng ta sẽ có tiến triển tốt trong thị trường có nghĩa là ngày mai nếu như mà phần trăm lạm phát giảm hơn à, con số mà trên màn hình đó nghĩa là dưới 7,2% thì khả năng là chúng ta thấy là thị trường chứng khoán sẽ là một màu xanh và thật ra nhiều người nói là chúng ta nhìn vào cái phản ứng của thị trường chứng khoán trong vòng mấy ngày qua đó là rất nhiều màu xanh xuất hiện thì có thể thấy được đó là nhiều nhà đầu tư cũng có cái sự lạc quan hơn họ hy vọng là cái phần trăm lạm phát của năm nay đó sẽ không có cao các bạn thấy được là cái đợt này họ hy vọng là sẽ dưới 7,2% tại vì sao họ lại hy vọng như vậy? Tại vì những cái lời đe dọa của Fed làm cho nhiều đầu tư lo ngại, có nghĩa là Fed nói là sẽ tăng lãi suất, sẽ siết chặt nguồn tiền. Cho nên nếu như mà cái phần trăm làm phát CPI này ngày mai đó chia sẻ mà nó cao hơn 7,2%, thì Fed nhiều người sợ là sẽ thẳng tay hơn, có nghĩa là tăng phần trăm mạnh hơn, hay là tăng nhiều lần hơn, siết chặt thị trường hơn, khiến cho bất ổn. Cho nên nhiều người bây giờ đây thì lại muốn là cái chỉ số CPI phần trăm lạm phát ngày mai sẽ phải dưới 7,2% và đương nhiên điều này cũng sẽ có cái sự ảnh hưởng liên quan đến thị trường crypto. Các bạn cũng đã biết là bây giờ nó cũng có một cái sự tương quan giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ như chúng ta nói tới chỉ số Nasdaq và đương nhiên Bitcoin là xu hướng chung của cả thị trường này. Cho nên ngày mai đó sẽ là ngày mà rất là quan trọng khi mà có thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Thêm vào đó chúng ta nhận được một cái tài liệu, đây là một cái bài phỏng vấn ở trên CNBC và trên màn hình các bạn đó, đây là chủ tịch của Fed cục của, của Hoa Kỳ nhưng mà đây là chủ tịch của chi nhánh Atlanta Georgia. Thì uh, chủ tịch của chi nhánh Atlanta Georgia cho một cuộc phỏng vấn đó thì uh, đã nói là trong cái năm nay đó có thể là Fed sẽ tăng lãi suất hơn ba lần và ông đang nghĩ là trung bình năm nay đó có thể thấy được là Fed tăng lãi suất từ 3 cho đến 4 lần để mà chống lại cái phần trăm lạm phát hiện tại và hiện bây giờ đó họ đã có rất nhiều những cái sự lựa chọn để chống lại lạm phát nhưng mà tăng lãi suất đó là một trong những cái sự lựa chọn mà họ có thể là làm nhiều lần trong năm nay và hiện bây giờ đó chúng ta đã thấy trước đây đó thì chủ tịch John Powell của Fed đã nói là trong năm nay đó ông ta có thể thấy là tăng lãi suất khoảng chừng là ba lần, có nghĩa là tăng cái uh, lãi suất của Fed Fund Rate khoảng chừng là ba lần trong năm nay. Nhưng mà bây giờ đó thì các bạn thấy được là một số chủ tịch khác nói là có nhiều người đó thì nghĩ là sẽ bỏ phiếu để có thể tăng hơn ba lần trong năm nay. Nhưng mà điều quan trọng đó như thùng mới vừa chia sẻ với các bạn không phải là Fed tăng bao nhiêu lần hay là mỗi lần tăng bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là những nhà đầu tư nghĩ là Fed sẽ tăng bao nhiêu lần và mỗi lần tăng sẽ là bao nhiêu phần trăm. Thì để hiểu rõ hơn đó, bài này nói là nhiều nhà đầu tư bây giờ đó đã, đã tính luôn là năm nay Fed có thể có khả năng tăng lãi suất lên tới là 5 lần. Tại vì chúng ta cũng nên nhớ là cái tay 2 tuần đó thì chúng ta thấy được thông tin đó đến từ thu nhớ là ngân hàng JP Morgan rồi sau đó tới ngân hàng Goldman Sachs thì họ nói là có thể là Fed tăng lại sức 5 trên 7 lần năm nay, có nghĩa là từ đây cho đến cuối năm đã bắt đầu là từ tháng 3 thì có thể là tháng nào cũng tăng hết. Cho nên bây giờ đó bài viết này nói là những nhà đầu tư họ đã tính là cái khả năng năm nay Fed có thể tăng lãi suất lên tới 5 lần thì để hiểu rõ hơn đó thuận mới vừa nhìn vào cái tài liệu liên quan tới CME đây là hợp đồng tương lai các bạn thấy được là cái gì chúng ta cũng có thể là sử dụng future được hết và ngay cả các bạn thấy được là cá cược xem coi là fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu lần và phần trăm bao nhiêu hôm nay cũng có thể là có hợp đồng tương lai có thể là trade futures chúng ta bây giờ hãy nhìn xem coi là hợp đồng tương lai của cái lãi suất Fed đang giao dịch như thế nào ở trên sàn CME thì các bạn thấy được là bên trên này đó là những cuộc họp của Fed từ đây cho đến cuối năm và bên dưới này đó là những hợp đồng đó đang giao dịch ở cái mức nào có nghĩa là bạn đã được những cái nhà trader đã nghĩ như thế nào thì các bạn thấy là cái cuộc họp kế tiếp của Fed sẽ là vào ngày 16 tây tháng 3 năm 2022 và thời điểm bây giờ chúng ta sẽ thấy được trên màn hình đó là 78,9% coi như gần như là 80% của những trader nghĩ đó các bạn thấy được là cái phần 0% coi như không còn nữa có nghĩa là 80% nghĩ bây giờ là Fed sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên tới mức là khoảng chừng 0,25 cho đến 0,5 vào lần đầu tiên là tháng 3. Phần nhỏ hơn nghĩ là sẽ tăng cao hơn nhưng mà phần lớn nghĩ là lần đầu tiên chỉ tăng mức này mà thôi, tăng lên tới 0,25 tới trăm Sau đó đó thì như nào? Sau đó đó là tháng 5, ngày 4 tây là cái đợt hợp kế tiếp và chúng ta sẽ thấy được là bây giờ đó là 68,7% gần như là 70% nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục thấy đợt tăng kế tiếp của Fed lên tới 0,5 cho đến 0,75. Phần đông nghĩ là như vậy, có nghĩa là chúng ta sẽ thấy là hai đợt tăng liên tục. Đợt đầu tiên là chúng ta thấy là ngày 16 tháng 3, đợt thứ nhì là ngày 4 tháng 5. Cuộc họp kế tiếp nữa là cuộc họp vào tháng 6. Thì hiện bây giờ tháng 6 ra sao? Tháng 6 chúng ta đã thấy được lập phần đông 63,8% gần như là 65% của những trader bây giờ nghĩ là chúng ta sẽ thấy cái phần trăm lãi suất tăng thêm đợt thứ ba lên tới từ 0,75 cho đến 1%, có nghĩa là 3 lần liên tục tháng 3, tháng 5, tháng 6 sẽ tăng. Và tới tháng 7 như thế nào? Tháng 7 thì các bạn thấy được là cũng là phần lông. Mọi người nghĩ là chúng ta sẽ thấy cái đợt tăng kế tiếp lên tới là 1 cho đến 1,25%, 50,3% nghĩ là sẽ có đợt tăng thứ tư vào tháng 7 sau đó, đó là tháng 9 là cuộc họp kế tiếp thì bây giờ chúng ta đã thấy được là mọi người lại có nhiều suy nghĩ khác nhau các bạn thấy được là tháng 11 cuộc họp kế đó thì cái suy nghĩ đó lại không có cân bằng nhưng mà lại bắt đầu nghiêng về là có khả năng chúng ta sẽ thấy thêm một cái đợt tăng lãi suất nữa trước khi kết thúc cuối năm và cho đến tháng 12 đó thì các bạn thấy được là cuối cùng thì đã có 32% số lớn Tuy là chuyển chưa đồng thuận nhưng mà số lớn đó nhất bây giờ Vẫn nhiên là Fed sẽ tăng lãi suất lần thứ năm Trên mức khoảng trình là 1,5 trên 1,75 vào tháng 12 của năm nay Cho nên về cái việc là chủ tịch của chi nhánh Atlanta Georgia của Fed đó, Nghĩ là thị trường có thể là đã tính luôn năm lần tăng lãi suất trong bài viết này thì cũng là một điều là hợp lý thôi tại vì nhìn vào hợp đồng tương lai thì nó cũng phản ảnh được điều đó có nghĩa là như thế nào có nghĩa là nếu như mà năm nay đó Fed Cuối cùng kết thúc năm đó là lãi suất dưới con số là 1,75% và tăng ít hơn là 5 lần thì sẽ là một tin tốt đối với thị trường. Nhưng mà câu hỏi là nếu như mà thực sự Fed tăng liên tục 5 lần như vậy và thậm chí tăng luôn tới lần thứ sáu thì chúng ta có nên lo ngại hay là không thì tôi nghĩ là cái việc mà Fed tăng lãi suất là ảnh hưởng đến nền kinh tế đó cái sức ảnh hưởng đó đó không có phải là cái sức ảnh hưởng lớn dẫn đến là giá cả chào đảo đâu lý do tại sao mà giá cả không được tốt đó chính là cái sự sợ hãi về cái suy nghĩ đến Fed sẽ tăng lãi suất Thì nghĩ đó mới là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến Không phải là Fed tăng lãi suất bao nhiêu Nhưng mà cái sự sợ hãi của nhà đầu tư liên quan tới Fed sẽ tăng lãi suất Khiến cho giá cổ phiếu đi xuống Nhưng mà trên căn bản đó Cho dù là các bạn thấy là Fed từ đây đến cuối năm có thể tăng lên tới là 1% và sau đó tới cuối năm sau đó cuối năm 2023 thì cái lãi suất lại tăng thêm tương tự như vậy lên tới là 2% thì cũng không có phải là vấn đề lớn đâu các bạn đang thấy là trên màn hình đó chúng ta nhìn vào là năm hai. 2001 khi mà nền kinh tế bất ổn đó sau khi có cái bong bóng .com rồi hồi phục lại một chút xíu thôi chúng ta lại gặp cái hiện tượng đó chính là hiện tượng liên quan đến khủng bố của năm 2001 rồi sau đó đó các bạn thấy được là tháng 1 năm 2002 thì lúc đó Fed đã ra cái quyết định là cắt lãi suất xuống còn 1,75%. Các bạn nên nhớ là lãi suất bây giờ đã cực kỳ thấp luôn, lãi suất bây giờ đối với Fed đó là từ 0 cho đến không phải 2,5% mà lúc mà có khủng bố xảy ra sau khi mà có cái đợt mà thị trường giảm giá mạnh năm 2000 đó khủng hoảng bong bóng đợt không lúc đó thì Fed lúc đó chỉ giảm lại sức xuống 1,75% mà thôi bây giờ cái mức đó là gần như là 0% thì các bạn có thể hiểu được ở cái sự bị cái ở đây cho dù là năm nay và năm sau Fed tăng lãi suất liên tục như là nhiều người nghĩ là có thể lên tới cái mức là 1,75 cho đến 2% cái mức đó vẫn là mức rất là thấp và rất là hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư và cái mức đó là mức rất là thấp và hấp dẫn đối với nhiều người mà muốn mượn tiền để tiếp tục kinh doanh hay là mượn tiền để làm chuyện của họ 1,75 tới 2% Fed fund rate là cái mức rất là thấp và đó là cái mức mà đã kích thích nền kinh tế hồi năm 2002 cho nên thường hy vọng là các bạn hiểu là cho dù Fed có tăng đi nữa thì cái mức tăng sau này của họ từ đến cuối năm hay là qua năm sau đó thì cũng bằng cái mức mà họ đã giảm trước đây để mà kích thích kinh tế năm 2002 cho các bạn hiểu được là về cái sức ảnh hưởng thực sự đó là thường nghĩ là không có cao như mọi người nghĩ đâu nhưng mà vì cái sự lo ngại dẫn đến nhiều người bán tháo cổ phiếu cách đây khoảng chừng là hai tuần chúng ta sẽ biết thực hư ngày mai như thế nào khi mà có thông tin liên quan tới cái chỉ số lạm phát hy vọng là nó sẽ dưới 7,2% thường sẽ chia sẻ với các bạn ngày mai nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là Coin 98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi. Ngay trên cái ví Coin98 đó các bạn có thể swap, mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap. Các bạn có thể tìm hiểu và tại cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh. Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98. Chúng ta bây giờ nói tới một số những thông tin khác nổi bật đi Thì hôm nay chúng ta sẽ nói tới cái bài chia sẻ bởi Conshare Thì mỗi một tuần đó các bạn thấy được là Conshare đưa ra một bài chia sẻ thống kê Nhưng quỹ đầu tư lớn như là nhiều bạn đã quen thuộc như là Rayscale, Conshare, 3IQ, 21Share, Purpose, ProShare, ETC Group những cái quỹ này đó là trong vòng một tuần qua họ đã làm gì thì chúng ta đều là cái dòng tiền đó di chuyển như thế nào thì đây là cái thống kê của à, tuần này về tuần vừa rồi thì các bạn thấy được là ba tuần liên tục chúng ta đã thấy tiền đã đi trở lại thị trường này tuy nhiên là từ từ mà thôi thì chúng ta thấy được là tuần vừa rồi đó có thêm tổng cộng là khoảng 85 triệu đã đi vào thêm trong thị trường này mỗi thanh này một tuần thì đương nhiên đây là điều tốt nhưng mà nhiều bạn nói là thấy ít quá thực ra các bạn cứ nhìn đi cái sự mà tăng trưởng đó nó giống như là giá bịch khôi gì đó tăng từ từ rồi lại tăng mạnh thì cái số dòng tiền đổ vào thị trường này cũng tương tự mà thôi thường là các bạn thấy được là cứ từ từ đi vào rồi đột ngột lại tăng mạnh lên từ từ đi vào đột ngột lại tăng mạnh lên thì uh, cái con số này tuy là nhỏ nhưng mà ít ra chúng ta cũng tiếp tục thấy dòng tiền chảy vào thị trường này đến từ những quỹ đầu tư thông nhiều rồi và tiền này đến từ đâu đó thì chúng ta có thể nhìn vào cái số lượng tiền ra vào của những quỹ thì con số lớn nhất đó là 61,7 triệu và con số đến từ quỹ đầu tư Purpose. Nhưng mà nào mà cũng đã nhớ đó là Purpose là công ty mà có cái Bitcoin ETF thực sự có lưu trữ Bitcoin nhưng mà hoạt động ở Canada thì con số 61,7 triệu này đó có nghĩa là Purpose sẽ đẩy thêm vào để mà thu mua thì đương nhiên đây cũng là một dấu hiệu cho thấy được là cái nhu cầu để mà sở hữu cái cổ phần ETF của quỹ đang tăng cho nên chúng ta mới thấy là quỹ có thêm tiền để mà đi mua thêm Bitcoin và chúng ta có thể thấy được bên dưới này đó phần lớn cái số lượng 85 triệu này là dùng để mà đi thu Bitcoin là chiếm tới 71,4 triệu Trong khi mà các bạn thấy là Ethereum nó thì giảm đi 8,5 triệu còn cái multi asset này đó là cái hỗn hợp của nhiều đồng khác nhau thì tăng thêm 15,5 triệu. Còn lại thì các bạn thấy được là con số nhỏ hơn đó là vào Solana 2,4 triệu, à, Polkadot 2,2 triệu, Cardano tăng lên 1,1 triệu và những đồng khác thì tăng thêm 2,3 triệu. Và chúng ta thấy được là tuy là cái số lượng tiền 8,5 triệu rời khỏi Ethereum như bạn nói là sao nhiều như vậy Thực ra cũng không có nhiều lắm đâu và nếu các bạn nhìn vào cái cột AUM đó, cột này là tổng số vốn hóa của quỹ đầu tư đang lưu trữ là bao nhiêu thì các bạn thấy được là lớn nhất vẫn là Bitcoin nhưng quỹ này lưu trữ tới 34,4 tỷ đô la BTC Ethereum đó thì 12,9 tỷ đô la còn lại các bạn thấy là những cái đồng khác như là Binance, Litecoin thì kém xa rất là nhiều Chúng ta được chỉ tính là 415 triệu, 197 triệu mà thôi Cho Litecoin Solar là 152 triệu Cho nên tuy là cái số lượng Ether rời khỏi các bạn cảm thấy nhiều Nhưng mà Ether vẫn là đồng chiếm cái vị thế thứ nhì trong những quỹ này Và với một con số rất là lớn cách xa những đồng khác hiện tại Đây là cái thống kê đến từ con share của tuần này mà Thu muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta có một số thông tin khác thường sẽ chia sẻ với các bạn từ đây đến cuối video. Nhưng mà hôm nay là một ngày mà các bạn thấy được là phần lớn là thông tin mà thôi. Tin tức kế tiếp thường sẽ chia sẻ với các bạn là một thông tin thường đã đăng tối ngày hôm qua là chúng ta nhận thêm một thông tin đến từ Nga, dạo này hầu như là Nga. À, một đó là có thông tin liên quan tới Nga và dự hai là thông tin liên quan tới nước Nga và crypto. Thì thông tin này là thông tin liên quan tới nước Nga và crypto. Thì sao cái sự giằng co giữa bộ tài chính và À, ngân hàng trung ương của nước nga về một bên thích một bên không thích rồi sau đó là Vladimir Putin đứng chính giữa nói là hai bên phải hợp tác với nhau và ông ta muốn nước nga là một nước mà sử dụng lợi thế của mình tại vì là một nước mà cũng rất là tốt nếu như mà phát triển về việc đào bitcoin thì cuối cùng thông tin chúng ta nhận được đó là thông tin này vẫn chưa có được nhiều bài báo lớn xác nhận nhưng mà theo thông tin là chính phủ nga và ngân hàng trung ương nga đã đạt được thỏa thuận coi những loại crypto như là bitcoin đó là tiền tệ có nghĩa là các bạn thấy là họ không xem Bitcoin và những sợi crypto đó như là một loại tài sản như là nhiều quốc gia mà họ xem như là tiền tệ. Đây là thông tin đến từ một uh, tờ báo nước Nga dành cho chính trị và kinh doanh. Và theo thông tin đó, sẽ có một cái dự luật vào ngày 18 tháng 2, nghĩa là đây vẫn chưa phải là luật nhưng mà sẽ có một dự luật. Dự luật này là được uh, thỏa thuận bởi chính phủ Nga và ngân hàng trung ương Nga. Thêm vào đó nữa đó, họ đã nói thêm là sử dụng crypto phải có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Thông qua hệ thống ngân hàng hoặc các tổ chức trung gian được cấp giấy phép, những hoạt động mà tương đương với hơn là sáu trên nghìn group có nghĩa là khoảng 8.000 đô USD là sẽ phải được khai báo và nếu như vi phạm nó sẽ coi như một tội hình sự và phạt nặng theo bộ luật hình sự. Đây là thông tin mới từ nga như thường chia sẻ vẫn chưa được nhiều bài báo lớn nhưng mà thường thấy hôm nay cũng có một số bài báo như là CoinDesk và một số bài báo lớn khác trong thị trường crypto cũng đã nói tới thông tin này. Thì những gì các bạn cần nắm được là chúng ta thấy được là nga hầu như đã chuyển cái tầm nhìn 180 độ. Bây giờ đây thì hoàn toàn là chấp nhận crypto Bitcoin nhưng mà không những là chấp nhận như loại tài sản mà như là một cái loại tiền tệ nhưng mà cái ở đây đó là chúng ta cần nên uh, hiểu đó là tuy họ chấp nhận nhiều loại tiền tệ nhưng mà khi mà một người nào đó muốn sử dụng bitcoin hay crypto ở nước nga nếu như mà dự luật này được thông qua đó thì uh, họ phải sử dụng thông qua một cái uh, cơ quan thứ ba chứ không thể là họ sử dụng ví trực tiếp như là các bạn nghĩ có nghĩa là theo thường hiểu đó thì uh, tiền có thể là được uh, lưu trữ bởi ngân hàng hay là công ty crypto nào đó mà được cấp giấy phép và nếu như mà giao dịch mà hơn 8.000 đô đó thì uh, theo thường hiểu là cái đơn vị, đơn vị thứ ba đó đó cơ quan đó là phải báo cáo đối với những gì đang xảy ra với là chính phủ nước nga có nghĩa là họ cần phải nắm được tài khoản các bạn biết các bạn là ai mặc dù là chấp nhận crypto nhưng mà vẫn phải thông qua hệ thống ngân hàng đương nhiên là họ muốn hoàn toàn kiểm soát cái số lượng tiền ra vào và các bạn sử dụng cho những điều gì cho nên mới có những cái luật như vậy và đương nhiên là không chấp nhận sẽ bị phạt nặng nếu như mà cố tình không thông qua cái đơn vị thứ ba này mà tự giao dịch thì có thể là bị phạt nặng Đó là thông tin đến từ nước Nga Chúng ta chắc là phải chờ khoảng chừng là 10 ngày nữa Thì mới biết là đây có thực sự là những gì nước Nga muốn hay là không Tại vì bây giờ dự luật vẫn chưa có Họ chỉ nói là ngày 18 tây này sẽ có dự luật như vậy Và đương nhiên dự luật chỉ là dự luật cho đến khi nào thông qua thì mới thực sự là luật Nói tới đây đó, chúng ta cũng sẽ có một người khác nữa ở Hoa Kỳ Thì đây cũng là một cái dự luật à, được chia sẻ ở tiểu bang Tennessee. Thì các bạn đã thấy được đây là một cái uh, dự luật mà cho phép những cái đơn vị liên quan tới nhà nước ở tennessee có thể là mua và lưu trữ bitcoin đầu tư vào trong bitcoin và thứ nhì nữa đó cũng có thêm một dự luật nữa nói là tennessee sẽ tạo ra một cái nhóm để mà nghiên cứu và làm sao để biến tiểu bang tennessee trở thành một trong những cái sự lựa chọn tốt nhất về những cái dịch vụ liên quan tới bitcoin thì chúng ta cũng đã biết là Tennessee chúng ta có một số người cũng rất ủng hộ Trong đó chúng ta có thị trưởng của thành phố thì như là Jackson của Tennessee cũng rất là ủng hộ Bitcoin Và cũng là một trong những người nói là sẽ chấp nhận lương của mình uh, bằng Bitcoin Thì đương nhiên một điều mà rất thú vị đây đó Các bạn thấy là chúng ta đã càng ngày càng thấy Bitcoin đi sâu vào trong chính trị Trở thành một công cụ được nói đến để mà lôi kéo những người mà ủng hộ Cũng như là lôi kéo qua việc làm các bạn có thấy một cái điều ở đây đó là những tiểu bang lớn như là Cali hay là New York thì rất ít khi mà nói về việc có những cái dự luật liên quan tới để chấp nhận Bitcoin là tiền từ hợp pháp như là chúng ta nói tới Arizona hay là chúng ta có những cái tiểu bang cực kỳ thích Bitcoin như là tiểu bang Florida mà chúng ta có thị trưởng Francis Wallace và thị trưởng ở thành phố Tampa rất là ủng hộ nhưng mà những cái tiểu bang nhỏ hơn đó thì họ có cái yếu thế hơn về phương diện tài chính cho nên những tiểu bang đó thường là những tiểu bang đó nhìn vào Bitcoin nhiều crypto đó như là một cơ hội rất là tốt các bạn thấy là những tiểu bang lớn đó thường là họ dựa vào một cái ngành nào đó phát triển lâu đời và mang tới rất là nhiều lợi nhuận cho họ như là chúng ta nói tới Cali đi rất nhiều ngành ở Cali như là chúng ta nói tới ở Hollywood thì đương nhiên là làm phim tất cả tập trung ở đó chúng ta nói tới quận cam đó chỗ thằng đang ở thì có rất nhiều những công ty liên quan tới cho vay bất động sản chúng ta nói tới ở bắc cali thì chúng ta có thung lũng silicon chúng ta có nhiều công ty rất là lớn những tiêu bang như là new york đó thì có những ngân hàng rất lớn là một trung tâm tài chính thì những tiêu bang lớn họ từ lâu đã có cái lợi thế của một cái ngành nghề phát triển mạnh ở nơi đó rồi những tiêu bang nhỏ hơn như tennessee đó thì rất là yếu thế cho nên bây giờ đó những tiêu bang này nó không có gì quá lạ khi các bạn thấy là có nhiều người đứng ra ủng hộ tại vì tại vì họ thấy được thị trường này là một thị trường sẽ phát triển rất là mạnh sau này và họ muốn lôi kéo họ muốn đưa những lực tốt để thu hút những cái công ty rời trụ sở về thành phố của họ về tiểu bang của họ sau đó đương nhiên đóng thuế cung cấp việc làm thì có thể là họ sẽ dẫn đầu cho một cái phong trào mới đây là hy vọng của nhiều tiểu bang cho nên không có mấy quá lạ khi mà chúng ta thấy được là nhiều tiểu bang nhỏ hơn thực sự là lên tiếng ủng hộ và họ thực sự ủng hộ chứ không phải là nói xui đâu tôi nghĩ là khả năng cũng có thể là có một tiểu bang nào đó có thể là chấp nhận bitcoin như là tiền tệ hợp pháp mà dù liên bang vẫn cho phép điều này thì cũng rất là rắc rối về phương diện pháp lý tôi nghĩ là nếu như mà một tiểu bang nào đó có thể thông qua dự luật như là arizona mà công nhận Bitcoin là loại tiền tệ hợp pháp mà liên bang vẫn chưa có chấp nhận đó thì sẽ gặp nhiều rắc rối về pháp lý nhưng mà nó mang cái tính chất là tượng trưng và cũng đủ để mà thu hút nhiều công ty Bitcoin đến cho của họ để mà gây dựng trụ sở có công việc làm đóng thế cho họ. Một thông tin khác nữa được chia sẻ mà cũng nhiều người nói tới đó đó chính là chúng ta hôm nay lại nghe nói tới JP Morgan lại đưa ra cái trận đón giá về BTC thì họ nói đó là theo cách tính của họ Họ nghĩ là tại vì cái sự giao động của Bitcoin đó dao động mạnh hơn gold Có nghĩa là vàng Là khoảng chừng là 4 lần Vì lý do đó họ nghĩ là Cái giá căn bản của Bitcoin bây giờ đó Cái giá hợp lý là khoảng chừng là 38 ngàn Có nghĩa là thấp hơn cái giá hiện tại một chút Nhưng mà họ nghĩ là Theo thời gian đó Cái giá thấp nhất của Bitcoin sẽ được nâng lên tới 50 ngàn Khi mà cái Bitcoin nó bớt chơi động hơn Thì cái giá hợp lý Bitcoin có thể là khoảng 50.000 Và sau này Bitcoin có thể lên tới 150.000 đô Có nghĩa là còn cao hơn cái mức mà họ chẩn đoán Tháng 1 năm vừa rồi à, Làm sao mới có được cái mức là 150.000 đô cho một đồng Bitcoin Lúc đó họ nghĩ là một cái số lượng tiền đến từ thị trường vàng sẽ vào trong thị trường Bitcoin. Lúc đó đó thì tổng số vốn hóa thị trường Bitcoin là khoảng 2,7 nghìn tỷ. Đó là chẩn đoán của ngân hàng JP Morgan và họ cũng nói nói đó là cái đợt mà xuống giá của tháng vừa rồi họ không nghĩ đó là một cái mùa downtrend, một cái mùa đông crypto đâu, họ nghĩ đó chỉ là, là tạm thời mà thôi, cũng tương tự như là cái đợt xuống giá hồi tháng 5. À, cả hai đều xuống hơn 50% nhưng mà họ vẫn không nghĩ đó là một mùa đông crypto. Và đương nhiên các bạn bạn thấy được là ngay cả Jamie Diamond, CEO của ngân hàng uh, JP Morgan, một trong người rất là ghét Bitcoin thì cũng công nhận là Bitcoin hoàn toàn có khả năng là tăng 10 lần từ mức hiện tại. Đương nhiên, cho dù có tăng này nữa, ông ta cũng không ủng hộ. Đó là cái tài liệu đến từ ngân hàng JP Morgan. Tin tức kế tiếp đó là tin tức liên quan tới Samsung. Thì các bạn thấy được là Samsung đã gây dựng một cái thành phố nhỏ ở trong thế giới Metaverse của Decentraland. Và đây là nơi mà họ đã livestream uh, cái uh, buổi hội nghị Samsung Unpacked event của họ về những cái điện thoại mới nhất và những cái công nghệ mới nhất của Samsung thì đây cũng là một trong những thông tin mà càng ngày chúng ta lại càng nghe nói tới thật ra những công ty lớn đó họ muốn thật sự là khai thác Metaverse cũng điều chúng ta đã nghe nói tới nhiều rồi và trước khi chúng ta đóng lại video này đó hôm nay chủ yếu chúng ta sẽ nói về tin tức mà thôi nhưng mà tôi cũng dành một chút thời gian để mà chia sẻ thông tin on-chain thì cũng không có gì quá là khác biệt so với ngày hôm qua đâu các bạn thấy được Glassnode cho thấy đó là cái uh, phần trăm Bitcoin này có lời bây giờ là 76% Chúng ta nhìn vào crypto đó thì nhìn vào những thông tin thông thường như là cái uh, số lượng Bitcoin nạp vào rút ra đó thì các bạn thấy được là tiếp tục chúng ta có tính theo ngày đó là 5 ngày liên tục Bitcoin rời khỏi nhiều nạp vào nhưng mà những thanh này nó cũng không có đáng chú ý lắm đâu. Cái số lượng cũng không có nhiều và đối với lại Ethereum nên thì sau 4 ngày Tương tự như vậy là mỗi thanh một ngày thì 4 ngày liên tục cái số lượng Ether rời khỏi nhiều hơn nạp vào Thì ngày hôm qua chúng ta thấy là có thêm Ether trên sàn Nhưng một lần nữa các bạn thấy là những thanh này nó cũng không có đáng chú ý đâu những thanh này thực sự rất là thấp nhất là khi thần zoom ra các bạn mà thấy được nó thấp cỡ nào tóm lại là tài liệu on chain cũng không có nhiều thay đổi so với lại ngày hôm qua và điều chúng ta sẽ chờ đợi đó chính là kết quả của chỉ số lạm phát cpi ngày mai tại hoa kỳ và thường sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video đó để mà chia sẻ thêm thông tin với các bạn và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng thuận capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của thuận capital cho những sàn như là sàn bybit sàn nfx sàn binance sàn fashion moon xbt sàn ftx trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn các có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này. Và như thế nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US. nhưng mà nào mà thích gửi tiền trước số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi. Và đương nhiên Crypto coin ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.